nên sáu bảy tám chín mười, bảy tám chín mười, nên bảy tám chín mười mười. Xin chào toàn thể anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Thế Anh Audio để tiếp tục các video. Thì trước mắt anh em đây một dòng mic BBS đầu thu nhỏ cực kỳ là cao cấp, bên em sẽ giới thiệu cũng như sẽ giảm giá đầu năm cho anh em một mức giá rất là yêu thương những ngày đầu năm mới nhá. Thì anh em theo dõi video ủng hộ Thế Anh Audio cho bên em xin một like, hoan hỉ đầu năm mới cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để không bỏ lỡ các video tiếp theo từ Thế Anh Audio. Đây, một dòng mic bên em đã bán cực kỳ là nhiều, một dòng mic cho anh em nào muốn nâng cấp bộ mic không dây gia đình hoặc cho các bác nào làm sự kiện giạp cưới kẹo kéo. Đấy, bao cho anh em chất âm cực kỳ là hay, rõ ràng ba giải, bát trung chép rất là rõ ràng nhá. Và đặc biệt sóng này sẽ rất là xa cho anh em, từ 70 đến 100 mét cho anh em nào làm sự kiện giạp cưới, bao cho anh em sóng cực kỳ là xa và ổn định cho anh em nhá. Ngày hôm nay mã bên em giới thiệu cho anh em là GS298. Đấy, một dòng mic, một trong những dòng mic đầu thu nhỏ rất là cao cấp, dòng 6 số có tự ngắt đầy đủ cho anh em nhá. Đấy, cam kết cho anh em, dám cam kết cho anh em tiếng cực kỳ là hay, chất âm với EVS anh em đều biết rồi. Và đặc biệt dòng đầu thu nhỏ này là một trong những dòng cao cấp nhất đến từ thương hiệu BBS Pro Show. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết và ngày hôm nay sẽ báo cho các bác một mức giá cực kỳ là yêu thương nhá. Thì em sẽ quay gần để giới thiệu chi tiết cho anh em. Anh em thấy màn hình hiển thị đây, đây là màn hình hiển thị kênh A và kênh B. Đấy, kênh A và kênh B riêng biệt 6 số nhá, có 6 số này, có tự ngắt đầy đủ cho anh em luôn. Và đây trên màn hình này nó sẽ, trên đầu thu này nó sẽ có các phím để anh em chỉnh. Ví dụ như đây em sẽ có nút khóa này là bật tắt và mở khóa. Hiện tại em nốc là khóa nhá, mở khóa anh em giữ 3 giây, nó hiện ăn nốc là mở khóa. Đấy, em sẽ giới thiệu chi tiết cũng như hướng dẫn anh em một vài chức năng chính. Ấn mũi tên lên, đấy anh em để ý mũi tên này lên này, nó sẽ là tăng giảm volume, tăng giảm volume, ok chưa? Đấy, và cộng trừ này thì anh em ấn vào đây nó sẽ bị nhảy tần số. Đây em ấn này, cộng mà sẽ bị nhảy tần số cả hai bên, trừ đi nó sẽ nhảy cả hai bên. Thì anh em lưu ý là không ấn cộng trừ nhá, anh em chỉ mở khóa ra khi mà muốn tăng hoặc giảm volume thôi. Tăng là ấn lên, tăng ấn lên, giảm xuống. Đấy, sau khi anh em đã tăng giảm rồi thì anh em khóa lại giúp em để tránh bị lệch tần số. Khi mà anh em đã bị lệch tần số rồi thì anh em dò lại bằng tay, anh em có thể chọn đây, mở khóa ra này, chọn nút set này. Đấy, ấn nút set 3 giây sau đó ấn mũi tên lên, mũi tên xuống của kênh A và kênh B. Sau khi đã dò xong tần số rồi anh em set lại một lần nữa. Đấy, và sau khi đã set xong rồi anh em khóa lại giúp em. Đấy, một dòng mic rất là cao cấp đến từ thương hiệu BBS Pro Show nhá. Để về thiết kế mặt trước mặt sau cũng như một vài chức năng công tắc nguồn bên này nhá, bật tắt này, anh em bấm vào là tắt này. Đấy, nó sẽ mở này, ok chưa? Và đây đằng sau của nó đây, em sẽ quay cho anh em đằng sau. Anten của nó, anten BBS nhá, anten BBS luôn, đảm bảo sóng con này từ 70 đến 100 mét, dùng ổn định cho anh em nào làm sự kiện giạp cưới kẹo kéo. Và đằng sau nó các cái đường ra của nó bao gồm rắc 6 ly này, anh em nào mua gia đình thì chỉ cần cắm vào đây thôi. Bên em sẽ tặng cho em dây rắc 6 ly đầy đủ, ca lông cho anh em nào làm kết nối bàn mixer để điều chỉnh kênh A và kênh B riêng biệt. Đấy, rất là tiện dụng cho anh em nhé, đầy đủ các đường cổng kết nối đầu ra. Đấy, và đây mạch của nó đây, đây mạch của BBS đây, anh em đều biết này, hàng BBS thì mạch đấy, hai hộp sóng cực kỳ là to nhá. Đấy, hai hộp sóng hàng cam kết anh em là mạch bao đẹp bao zin, bảo hành cho anh em 6 tháng, anh em yên tâm sử dụng, ok chưa? Bao đẹp bao zin, bảo hành 6 tháng, tất cả các tụ này, tụ nhôm này, tụ xử lý rất là ok cho anh em, từ những cái này đấy, chi tiết những cái mạch điện tử của nó, anh em nhìn này, chi tiết bao đẹp bao zin, bảo hành cho anh em 6 tháng, ok chưa? Đấy, anh em xoay kỹ cho anh em nhé, hàng cực kỳ là chất lượng. BBS Pro Show, một dòng chuyên cho anh em nào làm sự kiện, anh em nào mua hát gia đình thì là đẳng cấp luôn, nâng cấp những bộ mic không dây của gia đình thì đây là một sự lựa chọn rất là tốt cho anh em nhé. Đấy, và đây tay mic đây, em sẽ quay cho anh em tay mic. Đấy, dòng này tay mic cực kỳ là đẹp nhá, cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, có đầy đủ sẽ cho anh em chống lăn ở đuôi mic và chống lăn ở thân mic nhá, rất là đẹp cho anh em, hàng về cực kỳ đẹp. Em tuyển chọn cho anh em từng tay mic một, sự anh em là lâu lắm mới có một lô mic đẹp như thế này. Đấy, tuyển chọn cho anh em từng tay mic một, rất là chất lượng luôn nhá. Hàng tuyển chọn bao giờ nó khác, từ những cái dọ này, từ những cái dọ này, từ cái chống lăn này. Đấy, và cái nhìn cái nước sơn của tay mic nó khác hoàn toàn luôn cho anh em.
cam kết không đẹp không hay trả lại Thế Anh Audio, dám cam kết với anh em luôn. Ok chưa? Đấy, con này sử dụng coil là coil vải trắng nhá. Dòng coil này sẽ cho ra cho anh em chất âm cực kỳ hay, tiếng dày và đủ ba giải bát trung chép. Đấy. Ok chưa? Đấy, đây. Kẹp pin vẫn còn nguyên cho anh em. Kẹp pin còn nguyên nhá. Đấy, và đây em sẽ test cho anh em một đoạn karaoke để anh em nghe và cảm nhận. Đấy, nghe và cảm nhận chất âm của con này nhá. Cam kết không hay trả lại Thế Anh Audio luôn. Rất là hay luôn. Đấy, em sẽ bật tay mic lên. Nền số 7, 8, 9, 10, 10, 7, nền 7, 8, 9, 10. Lên số 7, 8, 9, 10, 10, không hay trả lời Thế Anh Audio nhá, cam kết với anh em. 7, 8, 9, 10, 10. Con đường xưa em đi, vàng lên mái tóc thề, ngõ hồn dần tái tê. Anh làm thơ vô quy, khách qua đường lắng nghe, chuyện tình ta đã ghi. Những mùa trắng vô quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có làm hoen đôi mi, ngóng theo đường vắng hoe, hỏi còn ai có chi. 7, 8, 9, 10, 10. Nên số 7, 8, 9, 10, 10. Dám cam kết và khẳng định nghe một điều nhá, không hay trả lại Thế Anh Audio. Dòng mic BBS cực kỳ là đẳng cấp. Đấy. Và dòng mic này chuyên cho anh em nào làm sự kiện giạp cưới kẹo kéo, vì sóng con này rất là xa. Và đặc biệt là anh em nào muốn hát gia đình, muốn nâng cấp bộ mic không dây của gia đình, thì đây sẽ là sự lựa chọn rất là tốt cho anh em nhé. Trong tầm giá ngày hôm nay em báo cho anh em này, không có con nào có thể vượt qua được mic, dòng mic BBS này cả. Và ngày hôm nay đầu xuân năm mới, bên em sẽ lên bán cho anh em một mức giá cực kỳ là tốt cho anh em ngày đầu xuân năm mới nhá. Chỉ 2.300.000, bên em bao ship tặng cho em dây jack phụ kiện đầy đủ. Anh em mua hàng nhắn tin đến số em, chốt mic BBS GS298, chỉ 2.300.000, bên em bao ship tặng cho em dây jack phụ kiện đầy đủ. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán, không hay trả lại Thế Anh Audio. Dám cam kết và khẳng định anh em là không hay trả lại Thế Anh Audio luôn. Bảo hành cho anh em 6 tháng, anh em yên tâm sử dụng. Có vấn đề gì cứ alo em sẽ hướng dẫn cho anh em cụ thể. Xét tần số hay là bật tắt tự ngắt, hoặc là xét tần số như thế nào, anh em cứ alo cho em sẽ hướng dẫn cho em chi tiết cụ thể nhá. Chỉ 2.300.000, bên em bao ship tặng cho em dây jack phụ kiện đầy đủ. Anh em nhận hàng, kiểm tra thanh toán. Đấy, giá cực kỳ là tốt. Anh em đi qua vui vẻ hoan hỉ cho bên em xin một like, hoan hỉ cho bên em xin một like, một đăng ký kênh và nhấn chuông để tiếp tục ủng hộ Thế Anh Audio ra các video tiếp theo nhá. Xin cảm ơn anh em.